Một vị trí bất động sản cực đẹp nằm tại giai đoạn 3 của khu nghiệp và đô thị BKMX Trơn Thành Bình Phước với giá ngày hôm nay chỉ 700 triệu nha quý vị. 700 triệu vị trí đất này ạ. Nằm trên mặt tiền đường nhựa, đã trải thảm nhựa nha quý vị. Và biển tên đường đã có quý vị ơi, biển tên đường đã có. Kế bên là đã có nhà xưởng, công ty sản xuất rồi ạ. Từ vị trí lô góc chúng ta đi vào vị trí đất ạ, là 40 m nha quý vị. 40 m là tới vị trí đất. Và kế bên quán cà phê Sài Gòn chúng ta có thể thấy ạ. Kế quán cà phê Sài Gòn. Chạy ra 100 m là tới tường bao của công ty Hayat, một trong tập đoàn lớn nhất về sản xuất tả lót của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu nghiệp BKMX Trơn Thành Bình Phước. Và ngay đây là điểm giao nhau với lại đường D10M và N3M. Chạy thẳng hướng này chúng ta ra trung tâm thương mại và nhà phố thương mại của BKMX với thiết kế một trệt hai lầu. Đó. Và chạy thẳng nữa chúng ta ra tới trường cao đẳng Bình Phước, chỉ 800 m là tới trường cao đẳng Bình Phước rồi. Nhà dân xung quanh đã sống đông đúc, cả nhà có thể thấy ạ. Nhà dân xung quanh đã sống rất là đông đúc rồi. Với vị trí bất động sản này ngay ngày hôm nay quý vị ơi, 700 triệu ạ. 700 triệu ngang năm số 30. 150 m vuông đất của ta, đất ở đô thị, full thổ cư. Và giá cực kỳ đẹp nha. Cây xanh đã trồng, biển tên đường đã có. Và chia sẻ với toàn thể cả nhà chúng ta. Sắp tới 4 tháng nữa thôi nha quý vị là có sổ cầm tay rồi. Những vị trí đường này chúng ta có thể thấy dấu hiệu của bất động sản chuẩn bị cấp sổ trong các dự án 1/500 nha. Biển tên đường có này, điện đường có này, điện sinh hoạt có này, nước sạch có này, vạch kẻ đường có, cây xanh đã trồng, biển báo giao thông có. Thì đây là tín hiệu tốt và cũng là thời điểm cuối cùng để chúng ta cấp sổ. Quý hàng quan tâm tới bất động sản này thì pháp lý chuẩn bị hoàn chỉnh. Đó. Giá cực tốt ngày hôm nay chỉ 700 triệu. Quan tâm thì liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu. Và nhớ đăng ký kênh của Trọng Thơ để có những sản phẩm mới nhất, đẹp nhất và đầu tư lợi nhuận nhất tại BKMX Trơn Thành Bình Phước. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.